Ở thế giới tương lai, chiến tranh hủy diệt thế giới, khắp nơi toàn là đống đổ nát hoang tàn. Tất cả nguồn tài nguyên đều bị cạn kiệt, những người sống sót phải tiến hóa để tồn tại. Trải qua hàng triệu năm không ngừng tiến hóa, con người dần thích nghi với cuộc sống này. Lúc này, thế giới bị chia làm hai phe khác nhau, một phe thì sống định cư trên những dãy núi, họ kiến tạo những thành trì để tự bảo vệ mình, còn một phe thì tạo ra các thành phố di động, điển hình là thành phố London. Với quy mô cực lớn được đẩy bằng các động cơ hàng triệu mã lực, nó hùng mạnh như con sư tử đầu đàn. Vì có vị tướng Valentine vô cùng tài giỏi, được rất nhiều người trong thành London ngưỡng mộ, nhưng lòng dạ của hắn lại rất độc ác. Hắn luôn muốn thôn tính toàn bộ những thành phố di động khác, thậm chí là cả thành phố ở trên núi kia. Nữ chính Hester được ra đời trong hoàn cảnh đó. Một ngày, khi cô đang thực hiện giao dịch tại một thị trấn nhỏ thì tiếng chuông báo động vang lên. Người dân vội vàng tìm chỗ ẩn nấp đi, kẻ săn mồi vĩ đại London đang đến. Thị trấn nhỏ vội vàng khởi động động cơ để chạy trốn, họ đổ bớt lương thực thực phẩm đi để giảm trọng lượng giúp di chuyển nhanh hơn. Lúc này phía trước đã không còn đường đi nữa, người lái vội vàng điều chỉnh những bánh xe tìm một con đường khác. Nhưng con đường đi quá hiểm trở, khiến chiếc xe bắt đầu tan nát, bánh xe cũng bị bay đi mất. Thấy thời cơ đã đến, tướng quân Valentine hạ lệnh bắn móc câu, thành phố nhỏ không thể chạy được nữa. Thành London liền mở cái miệng khổng lồ ra, từ từ nuốt chửng thành phố nhỏ vào miệng. Nam chính Tom làm việc trong viện bảo tàng của thành phố London, anh thường xuyên thu thập đồ cổ của con người, mấy chiếc điện thoại này cũng không ngoại lệ. Tom đặc biệt yêu thích phát minh và cho Catherine xem những phát minh của mình. Anh cho cô xem lại cả trận chiến trước lúc thế giới xảy ra chiến tranh. Một quả bom phát nổ làm trái đất bị rạn nứt, anh phát hiện vũ khí này có tên Medusa. Vì hôm nay London thôn tính được một thành phố mới, nên Tom cùng Catherine đến một siêu thị để xem có lấy được thứ gì dùng được không. Đồ bị hỏng sẽ được đưa đến nơi tái chế để làm nhiên liệu cho động cơ của thành phố. Những người của thành phố nhỏ đến đều sẽ bị khám xét để đảm bảo không ai mang vũ khí vào trong. Hester nhanh trí làm ảo thuật giấu được con dao đi. Tom trong lúc tìm kiếm đã tìm được món đồ cổ, ai ngờ lại gặp được Valentine, ông chính là bố của Catherine, cũng là người Tom rất kính trọng. Hester ở trong đám đông đã trông thấy Valentine, ông ta đến đây để tẩy não người dân thành phố nhỏ. Nhân lúc ông ta không đề phòng, Hester liền tặng cho ông ta một dao để trả thù cho mẹ mình. Khi cô chuẩn bị đâm nhát thứ hai, Tom ở đằng sau lao tới ngăn cản. Lúc này binh sĩ cũng ùn ùn kéo đến, Hester vội vàng bỏ chạy. Thấy cô ta sắp chạy thoát thành công, Tom bèn vội vã đuổi theo. Hai người chạy đến kho nguyên liệu, ở đây đang nghiền nát thành phố nhỏ. Hester cẩn thận né tránh lưỡi cưa. Hester nhìn thấy Valentine đang đi thang máy lại gần chỗ mình, rất nhanh cô đã bị ép đến đường cùng không lối thoát. Vì quá hoảng hốt nên cô đã gieo mình xuống dưới, may mà được Tom đến cứu, kịp thời nắm lấy tay cô. Hester nói với Tom rằng Valentine đã giết chết mẹ mình, rồi vùng vẫy thoát khỏi bàn tay anh. Sau khi Valentine tới, Tom mách lẻo câu chuyện mà Hester vừa nói với anh. Valentine nghe xong liền nói, mày đã biết quá nhiều, rồi thẳng tay đẩy anh xuống bên dưới. Lúc Catherine cùng binh lính tới nơi, Valentine nói dối hai người kia vừa gặp đã yêu, vì không muốn bị chia lìa nên đã gieo mình xuống dưới để được chọn đời bên nhau. Việc này đã bị một người đàn ông trên cao nhìn thấy. Sau khi bị rơi xuống cống xả thải, hai người may mắn không ai thiệt mạng cả, chỉ bị thải ra khỏi ống cống mà thôi. Tom sau khi vớt lại được một mạng thì quyết định sống chết bám lấy Hester, bắt cô phải chịu trách nhiệm với anh ta. Hai người một nam một nữ đi theo vết bánh răng mà cỗ máy tử thần để lại. Phía trên thành phố, tên thị trưởng đang cực kỳ lo lắng về nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt. Nhưng Valentine nói rằng hắn đang theo đuổi một dự án về nguồn năng lượng vĩnh cửu, như vậy thành phố này sẽ không phải lo thiếu thốn năng lượng nữa. Tối đến, nhân lúc Hester còn đang say giấc nồng, Tom tranh thủ ra ngoài xem có ai có thể giúp không. Đúng lúc có mấy thị trấn chuyên săn người làm nô lệ xuất hiện, Hester vội vàng chạy ra kéo Tom bỏ trốn. Hai đứa chạy thừa sống thiếu chết, vẫn không thoát được sự truy đuổi của thị trấn đó. Đúng lúc này thì cả hai bị rơi xuống một cái hố, đây là ngôi nhà của một cặp vợ chồng già, trông như một con rết ẩn mình bên dưới lớp đất đá. Người phụ nữ rất tốt tính cho họ chỗ ăn chỗ ngủ. Trong lúc nghỉ ngơi, Hester đã kể cho Tom nghe về thân phận của mình. Cô là nàng công chúa dính phải lời nguyền, thực ra Valentine là bố của cô, mẹ cô là một nhà khảo cổ học lỗi lạc nhưng dính phải thân phận tiểu tam. Valentine lại rất sợ vợ nên rất ít khi đến thăm hai mẹ con. Vào một ngày mẹ cô phát hiện ra một cái hộp quý, đó chính là thiết bị điều khiển Medusa, thứ đã hủy diệt nhân loại trong thế kỷ 21. Valentine tham lam muốn chiếm lấy nó, nên cả hai đã nảy ra tranh chấp. Để ngăn cản dã tâm của ông ta, người mẹ đã đưa cho cô chiếc dây chuyền hình con mắt, rồi sau đó bị Valentine giết. Thấy vậy, cô liền lao lên định sống mái với lão ta, nhưng bị lão ta thưởng nóng cho vài vết sẹo như bây giờ. Bản lĩnh thì có nhưng đau thì không chịu được, may mắn là cô vẫn nhanh chân chạy trốn thành công. Valentine biết rằng Hester sẽ không từ bỏ giết mình, chỉ khi một trong hai người chết thì sự hận thù này mới kết thúc. Vì thế, ông ta đã tới một nhà tù trên biển Đông để tìm một tên quái vật. Tên này là một cyborg từ trước khi tận thế và có một cơ thể bất tử. Valentine nói với tên cyborg rằng hắn sẽ được tự do, đổi lại hắn phải đi giết Hester. Nghe thấy hai chữ Hester, mắt tên cyborg sáng ngời đồng ý luôn. Hôm sau, Tom với Hester đã bị đôi vợ chồng kia bắt đi, hai người bị đưa đến một phiên bán đấu giá nô lệ.
Đúng lúc hai người sắp bị bán cho cái tên buôn người, thì bỗng một người phụ nữ men lì tên Anna xuất hiện, cô ngỏ ý mua Hester với giá 50 đồng. Nhưng tên mồm lông này lại để ý tới số tiền truy nã 50.000 đồng của Anna hơn. Nhưng ở đời mà tham thì thâm, có tiền nhưng phải giữ được mạng mới dùng được. Anna thưởng nóng cho hắn ta một viên kẹo đồng, rồi làm loạn hết chợ buôn nô lệ lên cho Hester với Tom thời gian chạy trốn. Nhưng chạy chưa được bao xa thì đã đụng phải tên sai bóc kia rồi. Nhìn thấy tên sai bóc, họ ba phần bất lực bảy phần như ba. Đúng lúc sắp không còn lối thoát thì Anna lái phi thuyền tới bắn tung người tên sai bóc, đưa Hester lên, rồi cô ném cho Tom cái dây cho anh trèo lên. Nhưng không may tên sai bóc không muốn cho họ đi, hắn nắm lấy sợi dây kéo phi thuyền ở lại. Hester vội ném cho Tom con dao, anh nhanh chóng cầm dao cắt đứt dây, nên ba người thành công lái phi thuyền bay đi. Trên phi thuyền, Hester đã nói lý do mà tên sai bóc kia muốn truy sát cô, không hẳn là việc trao đổi với Valentin, mà là do tình yêu thương vô bờ của hắn đối với cô. Sau khi mẹ chết, cô thành công chạy trốn khỏi Valentin, nhưng cô đã kiệt sức nằm thoi thóp bên đường. Chính sai bóc đã tìm thấy và đưa cô về chăm sóc, nuôi dưỡng để hai người được ở bên nhau mãi mãi. Hắn muốn cô trở thành người giống hắn, vì thế mà cô đã chạy trốn khỏi thứ mà gọi là tình yêu đó. Cùng lúc này, Valentin đã hoàn thành lắp đặt xong Medusa. Thị trưởng không đồng ý sử dụng loại vũ khí hủy diệt này vì sẽ khiến nhiều người chết, nhưng Valentin máu lạnh nói rằng đây không phải là xin ý kiến của ông mà là thông báo cho ông, không đồng ý thì mời ngài lên bàn thờ ăn chuối cả nải ngắm gà hỏa thân. Thế là một khẩu súng được đưa ra, thực hiện quyền và nghĩa vụ của nó. Còn bên này, Tom cùng Hester đi theo Anna tới một thành phố trên không. Người dân ở đây sống trên một khinh khí cầu siêu to, vì vậy mà tránh xa thế sự dưới mặt đất. Mọi người đang tụ tập bàn luận rất sôi nổi. Bỗng khinh khí cầu bị tấn công, tên sai bóc đã tới, cả lũ rút súng ra xà đỏ nòng về phía hắn, nhưng không khác gì mũi đốt inox. Hắn vẩy tay mấy cái đã có mấy người bị đánh văng ra ngoài không trung. Lúc này khinh khí cầu đã bắt đầu bốc cháy, lửa cháy ngút trời chẳng mấy mà sẽ rơi xuống. Hester với Tom vội đưa nhau đi trốn, nhưng chưa đi được bao xa đã bị sai bóc chặn đầu. Tom định anh hùng cứu mỹ nhân, cầm cây đánh bỏ lao lên vung rất mạnh, nhưng bị sai bóc tóm lấy ném xuống. Hester vội lao tới khóc lóc van xin sai bóc đừng giết Tom, hắn nhìn thấy trong mắt cô là tình yêu thương đối với Tom, cô đã yêu Tom mất rồi. Điều này như hỏa tiễn xuyên tâm, khiến trái tim nhỏ bé của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Đôi mắt trở nên vô hồn, nụ cười ngây ngốc, hắn trả lại chiếc vòng hình con mắt cho Hester rồi nằm xuống ra đi. Trước khi thành phố phát nổ, Anna kịp thời chạy tới đưa hai người lên phi thuyền rời đi. Tại London lúc này, Valentin đã lên nắm quyền điều hành thành phố. Hắn bắt đầu khởi động cuộc chiến tranh với những thành phố sống trên những dãy núi kia. Còn đội của Hester lúc này cũng đã tới được thành phố nằm trên núi. Nơi đây được những dãy núi bao quanh, đường vào duy nhất đã được bức tường thành chắc chắn, với những vũ khí tiên tiến nhất bảo vệ, đằng sau bức tường là một không gian sống mát lành. Nhóm Anna tới gặp thị trưởng của thành phố này, nhận được tin Valentin sắp tấn công, ông ra lệnh cho mọi người chuẩn bị vũ khí để đón tiếp vị khách tham lam này. Tối đó, Hester vô tình mở ra được chiếc vòng cổ hình con mắt mà mẹ cô đã đưa, bên trong là một chiếc chìa khóa có thể phong ấn lại được vũ khí cổ đại Medusa kia. Lúc này Valentin đã khởi động Medusa, bắn một pha sóng âm laser vào thẳng thành phố trên núi. Tất cả mọi thứ trong phạm vi nó đi qua đều bị phá hủy, người dân trong thành bắt đầu chạy tán loạn. Thị trưởng nhìn thấy thành quả của bao thế hệ bị phá hủy mà chỉ biết bất lực. Thấy cảnh tượng mọi thứ sụp đổ, người dân kêu gào, Hester mang chiếc chìa khóa ra, cùng mọi người lên phi thuyền tiến tới chỗ Medusa để phong ấn nó lại. Sau khi sạc đủ năng lượng, Medusa bắn phát sóng âm thứ hai phá hủy một nửa thành phố. Vậy chỉ cần thêm một quả nữa thôi là thành phố sẽ bay màu vĩnh viễn. Lúc này tất cả đều trông chờ vào nhóm người Hester. Tất cả lái phi thuyền lạng lách đánh võng, né khỏi mưa bom bão đạn quân thù. Đội quân cảm tử này xông lên thành công, mở đường máu giúp Hester và Anna tiến vào trong thành. Anna đứng ra ngăn cản Valentin, còn Hester tiến tới bên Medusa. Cô rút chìa khóa ra xiên một cái vào lỗ, thành công phong ấn cỗ máy trước khi nó kịp bắn quả sóng âm cuối cùng. Bên này, Anna vừa bị Valentin đâm một nhát thì thấy vũ khí của hắn đã bị phá hủy, cô yên lòng nhắm mắt xuôi tay thả hồn mình vào gió. Tên Valentin thấy vậy, tức giận điều khiển con quái vật thành London lao tới tường thành, còn hắn thì lên phi thuyền rời đi. Hắn muốn đưa cả Catherine đi nhưng cô không đồng ý. Lúc này Hester xuất hiện, cô lấy súng ra tính kết thúc cuộc đời cho hắn ta nhưng cô lại do dự. Thế là tên Valentin cướp lại được súng, cũng may Tom đã vào được thành, bắn phá động cơ trung tâm làm thành phố rung lắc dữ dội, khiến cho Valentin mất đà. Thấy vậy Hester lao lên vật lộn, đánh bay được khẩu súng ra ngoài. Biết sức mình không solo một với một được, cô nhanh chóng nhảy sang phi thuyền của Tom, rồi phóng tên lửa phá hủy phi thuyền của Valentin, làm nó rụng như sung xuống đất, rồi bị bánh xe của thành phố London chèn qua, Valentin cũng chôn cùng nó luôn. Cuối phim, thị trưởng thành phố trên núi mở rộng vòng tay, chào đón những người dân của thành phố London. Còn Hester và Tom tiếp tục phiêu lưu cùng nhau trên chiếc phi thuyền. Hey, mọi người thấy video thế nào? Hãy cho Thỏ biết ở bên dưới phần bình luận nha. Còn nếu mà mọi người thấy hay thì hãy cho Thỏ một like và một subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình trong những video sắp tới nha. Cảm ơn mọi người.